Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay vừa diễn ra tối qua, ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời anh chị xem, trận đầu tiên, Lưu Tông Trạch cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军. Chơi đến đây sát cục, Lưu Tông Trạch buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai, là Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Lưu Tông Trạch cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Tăng chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thế trận khó chống, Lưu Tông Trạch buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ ba, Lưu Tông Trạch cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将
将军.将军。 将军。 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 Chờ đến đây Lưu Tông Trạch buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.